Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với quý vị và các bạn ba trận đấu mình đã góp nhặt ở lễ hội truyền thống Trùng Quán, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội. Trận đấu đầu tiên là trận đấu của Nghiêm Đình Cảnh. Vâng, Nghiêm Đình Cảnh và đối thủ của Nghiêm Đình Cảnh trong trận đấu này đã bị tước quyền thi đấu. Haido Sedai. Đây là trận đấu của Nghiêm Đình Cảnh tại lễ hội truyền thống Trùng Quán, được diễn ra năm 2023, một trận đấu ở giải leo. Năm nay 2024 không thấy Nghiêm Đình Cảnh đâu cả. Phải nói là rất nhớ Nghiêm Đình Cảnh. Nghiêm Đình Cảnh vật rất hay và cũng hết sức cống hiến. Mình ngồi ở một cái góc quay rất vướng trọng tài. Đã thế là một bác trọng tài già. Hai đồ đang đánh khố Tây Tư. Vâng, ra ngoài mất rồi. Tiếp tục lại là một đòn bốc khố và ra ngoài mất rồi. Bác trọng tài già có vẻ hết sức vất vả. Rất tuyệt vời, thi đấu rất quyết liệt và hay. Nghiêm Đình Cảnh bao giờ cũng vậy, thi đấu hết sức công hiến. Vâng, lại vướng bác trọng tài già rồi. Góc quay hơi bị khó. Nào, nổi nào. Rất tuyệt vời. Đúng là ngã ngửa rồi. Thua rồi. Thế nhưng mà có lẽ là hơi có mùi. Có vẻ như ban tổ chức đã nhìn thấy vấn đề. Rất có thể đã có tiêu cực ở đây. Vâng, như vậy là đã đình chỉ keo vật này và đã tước quyền thi đấu của cả hai đô. Rất hay, rất bất ngờ. Đình làng Trùng Quán hết sức cổ kính và đẹp. Liên quan đến dàn xếp là ban tổ chức chúng tôi sẽ tước quyền thi đấu một ngay lập tức. Đề nghị bà con cho một tràng pháo tay cho tôi. Và như vậy là hai đồ vật vừa rồi đã bị truất quyền thi đấu. Vâng, trận đấu tiếp theo xin mời các bạn cùng theo dõi, đó là trận đấu giữa kiện tướng Ngô Thành Tân và đô Nguyễn Văn Linh. Ngô Thành Tân của Vĩnh Phúc và Nguyễn Văn Linh của Sóc Sơn.
Đây là một trận đấu ở Neo. Ngô Thanh Tân là một đồ vật có phong thái thi đấu hết sức đẹp mắt. Hai đô chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị, hiệp đấu bắt đầu. Trận đấu đã bắt đầu. Xét về thành tích thi đấu thì Ngô Thành Tân là một đại kiện tướng vượt trội so với Nguyễn Văn Đình của Sóc Sơn. Ngô Thành Tân đã đạt được rất nhiều các thành tích, đặc biệt là những tấm huy chương vàng ở các giải vật dân tộc được tổ chức trên quy mô toàn quốc. Nguyễn Văn Ninh chỉ đạt được một số thành tích hết sức khiêm tốn. Vâng, hiện nay có một cái mèo trị giá 500.000 đồng do anh Hưởng, câu lạc bộ chủ nhiệm câu lạc bộ Bình Xuyên treo cho giải nữ. Mình còn rất nhiều video của các trận đấu những năm 2003 và đầu năm 2004. Xin lỗi các bạn, những năm 2023 và 2024. Rất tiếc là mình cũng không có nhiều thời gian để làm các video đưa lên cho các bạn xem. Có lẽ sắp tới mình sẽ dành nhiều thời gian hơn. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ và theo dõi. Ra ngoài mất rồi. Hầu như chúng tôi chỉ thấy Ngô Thành Tân chủ động tấn công, còn Nguyễn Văn Linh thì chủ động phòng thủ. Có lẽ Linh cũng biết được mình yếu hơn Tân. Giải lèo 500.000 đồng do anh Hưởng chủ nhiệm câu lạc bộ Văn Đình Xuyên trao cho giải nữ thì hiện nay đô Nguyễn Thị Nhi, đô Nguyễn Thị Mỹ Tiên xin giữ và có đô Nguyễn Thị Nhi xin theo. Mời hai đô chuẩn bị trang phục. Hai đô tiếp tục thi đấu. Các trận thi đấu của nữ mình cũng đã làm video và úp lên từ năm 2023 rồi. Các bạn yêu mến có thể tìm các video đó để theo dõi. Đặc biệt là các trận đấu của đội nữ Yến Nhi và hoa hậu hoa khôi của làng vật Lê Thị Quỳnh Như. Các trận đấu đó rất đẹp. Ngoài sới. Mời hai đô vào giữa sới. Trận đấu tiếp tục.
Linh liên tục lùi ra ngoài ngoài sới. Có lẽ do quá yếu thế so với Ngô Thành Tân, cho nên Đô Linh chủ động phòng thủ và lùi, thường lùi ra ngoài mép sới, tránh những đòn đánh của Đô Ngô Thành Tân. Ngô Thành Tân là một đồ vật rất xuất sắc, ngoài kỹ thuật chiến thuật rất tốt, Ngô Thành Tân còn có rất nhiều kinh nghiệm thi đấu. Vâng, tiếp theo hai đô Thành Tân và Linh xin nghỉ. Thì trận đấu tiếp theo đó là trận đấu giữa đô Nguyễn Doãn Dũng của Đông Anh và Phạm Văn Có của Thừa Thiên Huế. Đây cũng là hai đại kiện tướng. Hiện nay Nguyễn Doãn Dũng đang thi đấu cho đội Thừa Thiên Huế, còn Phạm Văn Có thì là đồ vật xuất thân từ Thừa Thiên Huế luôn. Trận đấu đã bắt đầu. Ở trận đấu thứ hai giữa Ngô Thành Tân và Nguyễn Văn Linh thì chúng tôi không có thời gian để ghi hình tiếp, nhưng thông tin cuối cùng là đô Ngô Thành Tân đã giành chiến thắng. Ngoài giới, đề nghị hai trọng tài viên khi các đô bám ở vạch vàng thì lập tức di chuyển ra gần đấy để bảo vệ khán giả. Ưu tiên khán giả là số 1 bởi vì xung quanh là toàn bộ trẻ em và phụ nữ. Với những đồ vật có sức vóc và mạnh mẽ như thế này thì những trọng tài viên cũng phải là những trọng tài có sức khỏe và nhanh nhẹn thì mới có thể theo kịp những trận đấu có cường độ và tốc độ cao. Còn đang theo dõi trận thư hùng của hai cấp kiện tướng quốc gia. Hai đô vật của chúng ta thi đấu có rất nhiều kinh nghiệm. Bên đang vừa rồi là một đòn đánh khố nhưng chưa thành công của đô Doãn Dũng. Kính thưa các cụ, là cái bộ môn vật dân tộc Việt Nam của chúng ta là có từ rất lâu đời rồi, có tới 2000 năm lịch sử, từ thời An Dương Vương, tức là đô tướng Cao Lỗ là một trong những vị tướng của An Dương Vương, người đã chế ra chiếc lỏ thần. Vâng, cũng là một đô vật nổi tiếng ở Thuận Thành, Bắc Ninh, đã được vua mời về. Chính vì vậy mà dân tộc Việt Nam liên tục phát huy và gìn giữ bộ môn văn dân tộc rất quyết liệt. Ngoài giới, đề nghị bà con trong một tràng pháo tay thật to cổ vũ cho hai danh đô của chúng ta. Vâng, đây là bác trọng tài cũng khá có tuổi rồi. Có lẽ với tuổi tác như của bác và sức vóc như vậy để theo được những trận đấu này sẽ hết sức khó khăn. Rất may là hai đô không liệng về góc của bác đó mấy. Trận đấu diễn ra rất quyết liệt. Thưởng cho trọng tài Thành một tràng pháo tay được không ạ? Rất tuyệt vời.
trận đấu tiếp tục. Vâng, vừa rồi là một tình huống hơi nhỡ nhàng của Phạm Văn Có. Ngoài mất rồi. Vâng, bác trọng tài viên đã giơ tay báo hiệu là ra ngoài rồi. Vâng, trận đấu tiếp tục. Và cũng như video trước, chúng tôi cũng không có thời gian để ghi hình tiếp tục các trận đấu. Và kết quả trận đấu này thì Đô Nguyễn Doãn Dũng của đơn vị Đông Anh đã giành được thắng lợi trước Đô Phạm Văn Có. Rất mong quý vị và các bạn xem hãy thông cảm cho chúng tôi. Đây là một trận đấu hết sức quyết liệt. Những hiệp đấu sau cũng đã kéo rất dài. Rất tiếc là chúng tôi đã không ghi hình được hết các trận đấu. Tuyệt đối không được túm vào đuôi cố. Đề nghị trọng tài chỉnh lại cố đỏ, chỉnh lại cho Đô cố đỏ. Vâng, như vậy là hai Đô cũng đã chỉnh sang lại trang phục và bước vào thời gian nghỉ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào các trận đấu tiếp theo. Thắng sự của hai cấp địa tướng quốc gia.